Chào bạn, tôi là Tuệ An. Xin gửi tới bạn tổng hợp những câu nói hay về cuộc sống tươi đẹp và cuộc sống gia đình. Cuộc sống hiện tại, hiện nay vốn dĩ không công bằng, luôn tồn tại sự bất công. Nhưng cuộc sống không tự nhiên lấy đi hay cho không ai bất kỳ điều gì, phải không nào? Hãy dành một phút suy ngẫm những câu nói về cuộc sống và gia đình dưới đây. Tôi tin chắc chắn rằng sau khi ngẫm được những câu nói này, bạn sẽ trở nên đơn giản, bình yên, thanh thản hơn nhiều. Hy vọng nó sẽ giúp bạn có cuộc sống ý nghĩa, tốt đẹp hơn và yêu đời hơn. Mỗi khi bạn gặp khó khăn, hãy luôn nghĩ và tự nhủ bản thân, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp. Đừng để bất công bạn gặp hàng ngày làm bạn trở nên nhụt chí, thất vọng. Hãy dành ra vài phút để lắng nghe và suy ngẫm những câu nói hay về cuộc sống tươi đẹp này bạn nhé. Tuy rất đơn giản nhưng cũng có thể làm thay đổi cuộc đời bạn đấy. Giúp bạn nhận ra những chân lý trong cuộc đời, hãy sống lạc quan và đơn giản nhất có thể. Bớt suy âu, bạn sẽ có một cuộc sống bình yên, trọn vẹn. 1. Những người hay cười đôi khi chỉ là họ che giấu đi cuộc sống chứa đựng những nỗi buồn. Họ luôn cần người khác yêu thương. 2. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, vì vậy hãy dành sự yêu thương cho những người xứng đáng. 3. Trong cuộc sống của con người luôn ngược đời. Người ngó quan tâm bạn thì bạn không màng. Người lạnh lùng thờ ơ với bạn thì bạn lại theo đuổi. Cuối cùng, người bị tổn thương đầy mình là chính bản thân bạn. 4. Đừng bao giờ thay đổi cuộc sống của bản thân vì một người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt hơn là bạn. 5. Người khác nói tới cách sống của bạn cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bạn. Bạn sống thế nào cũng không có liên quan gì đến người ta. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì đừng để tâm tới họ. 6. Không bao giờ được dùng những lời đau lòng để làm tổn thương đến người mà bạn yêu thương vào những lúc bạn có tâm trạng tồi tệ. 7. Một người đàn ông sẵn sàng vì bạn mà theo đuổi mọi thứ chưa chắc đã vì bạn, vì những thứ anh ta cố gắng theo đuổi vì chính cuộc sống của họ. Người đàn ông yêu bạn là người đàn ông sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được là một phần cuộc sống của bạn. 8. Hãy sống theo con đường mà cuộc đời bạn đã chọn, đừng sống hộ cuộc sống của người khác. 9. Có 3 thứ cần lãng quên để cuộc sống bình yên hơn. Lãng quên về tuổi tác, lãng quên đi quá khứ, lãng quên hết những ân oán. 10. 4 cái cần có để cuộc sống ý nghĩa hơn. Có sự nghiệp, có bạn tri kỷ, có người bạn trăm năm với tình yêu đức thực. Cuối cùng là một mái ấm gia đình. 11. Sống đơn giản hơn với 6 điều này. Không nhất thiết đói mới chịu ăn, không nên khát mới uống, hối hận đúng lúc, đừng để đến già. Hãy nghỉ trước khi bạn thấy mệt, khám sức khỏe trước lúc bệnh, đừng nên buồn ngủ mới đi ngủ. 12. Mỗi con người sinh ra trên thế giới không phải để tan biến đi như những hạt cát vô danh. Họ sinh ra là để in lại dấu chân trên mặt đất, in dấu trong lòng những người khác. 13. Đừng che giấu yêu thương. Hãy nói cho mọi người xung quanh biết bạn yêu thương họ rất nhiều. Hãy nói những câu nói đẹp và ngọt ngào nhất khi bạn có thể nói. Đừng giữ lại những lời nói yêu thương. 14. Hãy trao cho người khác những câu nói chân thành nhất. Hãy cho người đó biết đấy là cái quý giá nhất mà bạn có. 15. Hãy luôn nhớ câu nói không có gì là tuyệt đối. Đừng buồn khi bạn thất bại. Sai lầm của con người là không mắc sai lầm. 16. Đừng cố kiếm nhiều tiền, ước mơ cao sang,
cố gắng khiến người khác biết bạn giàu có. Hãy cố gắng làm cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn, vì bạn không thể mang theo gì khi chết đâu. 17. Khi cuộc sống có phức tạp, hãy làm cho nó đơn giản đi. Hành động tốt nhiều hơn là nói miệng. 18. Đừng khi quyết định việc gì bạn đang xúc động, dù vui hay buồn, nó sẽ khiến cuộc sống của bạn gặp rắc rối. 19. Thời gian là miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó. Trong cuộc sống hiện đại, nụ cười giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề, còn im lặng giúp bạn tránh xa vô số vấn đề rắc rối. 21. Cuộc sống luôn bất công, ngừng tham phiền, hãy tạo ra giá trị riêng cho bản thân bạn. 22. Lo lắng sẽ cướp đi thời gian và niềm vui của bạn, bớt suy nghĩ khi nó không có thay đổi giúp ích cho bạn. 23. Không tranh cãi với kẻ ngu, nếu không sẽ không biết ai là kẻ ngu thật sự. 24. Bộc lộ nóng nảy ra bên ngoài là bản năng của con người, kìm nén được nóng nảy là người có bản lĩnh. 25. Duyên phận đời người được ví như một cuốn sách, đọc qua loa thì chúng ta sẽ chẳng để tâm, nếu chăm chú để đọc sẽ khiến con người phải rơi nước mắt. 26. Trả thù không thể hóa giải được thù hận, khoan dung tha thứ mới có thể làm được việc đó. Hãy để cuộc sống của chúng ta được bình yên. 27. Những thứ bẩn thỉu không nằm ở vẻ bề ngoài, mà nó nằm ở trong tâm hồn con người. 28. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ. 29. Nỗi đau lớn nhất cuộc đời của con người là con cái muốn báo hiếu nhưng cha mẹ không còn nữa. 30. Cuộc sống vui vẻ là phương thuốc kỳ diệu giúp con người có sức khỏe tốt. Người có cuộc sống vui vẻ là người có cuộc sống trường thọ. Mỗi người chúng ta đều đó có một cuộc sống của riêng mình. Đâu là bến, đâu là bờ. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm hướng tới cái đích đó, nghĩ đến nó mà không tưởng tới cách đạt được nó, thì cũng như bạn đang đánh mất đi ý nghĩa trong cuộc sống của chính mình. Phải kiên trì và nhẫn nại, phải vui vẻ trước những thất bại, phải tìm cho mình niềm vui trong cuộc đời. Lúc đó bạn đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, tình yêu đích thực cho cuộc đời mình. Hy vọng rằng qua những điều này, những người đang buồn, đang chán nản hay đang bế tắc trong cuộc sống, hãy mạnh mẽ và vững vàng hơn. Nên nhớ rằng cuộc sống của bạn dù có nghèo khổ, bế tắc đến đâu thì vẫn có những mảnh đời bất hạnh hơn bạn gấp nhiều lần. Nhưng họ vẫn sống yên bình, thanh thản, lạc quan. Vì vậy, hãy suy ngẫm.